Sáng ngày 25 tháng 7, tại Trung tâm Thể thao Đằng Lâm, quận Hải An, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp báo Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn bóng đá thành phố tổ chức khai mạc giải bóng đá Hoa Phượng Cúp báo Hải Phòng lần thứ 13 năm 2023. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng biên tập báo Hải Phòng, Đan Đức Hiệp, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hải Phòng, Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, trưởng ban tổ chức giải, Nguyễn Hồng Dương, Phó Tổng biên tập báo Hải Phòng, cùng đại diện các nhà tài trợ, các đơn vị, địa phương có đội bóng tham dự. Giải bóng đá Hoa Phượng Cúp báo Hải Phòng lần thứ 13 năm 2023 quy tụ 32 đội bóng, gần 500 vận động viên tham gia với hai nội dung thi đấu: lứa tuổi thiếu niên thi đấu 11 người và lứa tuổi nhi đồng thi đấu 5 người. Nội dung nhi đồng gồm 20 đội bóng được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm chọn 2 đội nhất nhì bảng vào thi đấu vòng loại trực tiếp. Nội dung thiếu niên có 12 đội bóng chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn, tính điểm chọn ra đội xếp thứ nhất mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết. Có thể nói là giải bóng đá Hoa Phượng Cúp báo Hải Phòng hàng năm đối với lại đối tượng thiếu niên nhi đồng là nó có cái ý nghĩa và cái vai trò rất quan trọng. Thứ nhất là nó tạo điều kiện một cái sân chơi cho các cháu thiếu niên và nhi đồng trong cái dịp nghỉ hè đấy, và tạo cho các cháu lại rèn luyện một cái môn thể thao cũng là được xã hội ưa thích. Chúng tôi quan niệm là những cái giải hàng năm này nó có ý nghĩa như đối với lại các môn học khác, là các cái kỳ chúng ta thi chọn học sinh giỏi để tìm ra các cái cháu mà nó có năng khiếu, có điều kiện để có thể là vào các cái trung tâm tập luyện và đi theo cái con đường là chuyên nghiệp, trở thành những cái cầu thủ nổi tiếng sau này. Và nó cũng là một cái có ý nghĩa là trong những cái dịp hè này, khi mà các cháu nghỉ học văn hóa ở trường thì có một cái sân chơi, một cái nơi giao lưu với bè bạn, với lại các cái đơn vị khác, mà các hoạt động đấy nó mang tính chất có ý nghĩa là nâng cao sức khỏe và đảm bảo hoạt động cho các cháu sau khi kỳ hè kết thúc lại tiếp tục một năm học mới tốt hơn. Giải đấu là hoạt động thi đấu thể thao thiết thực, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh dành cho các học sinh lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố, thu hút đông đảo các em tham gia tập luyện bóng đá, rèn luyện thân thể, góp phần phát triển phong trào bóng đá học sinh trong toàn thành phố. Công ty xi măng Hải Phòng luôn luôn đồng hành với thành phố ở rất nhiều lĩnh vực, an sinh xã hội hàng năm, mà đặc biệt là những cái phong trào cho các thế hệ trẻ, những cái giải bóng đá rồi những cái giải thể thao mà cho các cháu nhỏ. Thì công ty xi măng Hải Phòng luôn luôn đồng hành, cụ thể cái giải năm nay chẳng hạn, và sẽ mong muốn sự đồng hành thì càng ngày nó càng gắn kết hơn và mang lại một cái cuộc sống văn hóa tinh thần cho thành phố, đặc biệt là thế hệ trẻ càng ngày tốt hơn. Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Ánh, tổng biên tập báo Hải Phòng, phó trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh, giải bóng đá Hoa Phượng Cúp báo Hải Phòng là giải đấu thường niên tổ chức vào dịp hè dành cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố. Giải đấu tạo không khí đua tranh sôi nổi, có tác dụng giáo dục tính trung thực, ý thức kỷ luật, tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời đẩy mạnh phong trào bóng đá học đường, nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao của các em nhỏ, tạo điều kiện để các nhà chuyên môn phát hiện và tuyển chọn các em có năng khiếu bóng đá, tiếp tục đào tạo trở thành những cầu thủ bóng đá cống hiến cho thể thao thành phố. Nhà báo Nguyễn Ngọc Ánh chúc các vận động viên thi đấu thật tốt, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho người xem nhiều pha bóng hay, nhiều bàn thắng đẹp, nhiều trận cầu hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên con tham gia giải Hoa Phượng, con cảm thấy rất vui và phấn khích khi cùng các bạn tham gia giải Hoa Phượng. Đội con sẽ cố gắng hết sức để đạt thành tích cao trong giải đấu năm nay. Kết thúc lễ khai mạc, các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Nội dung thiếu niên đương kim vô địch quận Ngô Quyền thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng 7-0 trước đội bóng quận Lê Chân. Ở nội dung nhi đồng, các trận đấu ở bảng A và B đồng loạt khởi tranh với những cơn mưa bàn thắng đẹp mắt của các cầu thủ nhí, tạo không khí sôi động, cuồng nhiệt trên sân cỏ. Ở bảng A, đương kim vô địch Ngô Quyền giành chiến thắng khá nhàn trước câu lạc bộ PTS Thủy Nguyên với tỷ số 5-1 để vươn lên vị trí đầu bảng. Trong trận đấu còn lại, câu lạc bộ New Star giành chiến thắng 5-2 trước VFA An Dương. Tại bảng B, câu lạc bộ Golden Ball Hồng Bàng giành chiến thắng 3-0 trước huyện Thủy Nguyên và huyện An Dương, vượt qua quận Kiến An với tỷ số 5-3 trong trận đấu sôi nổi với những màn rượt đuổi tỷ số ấn tượng. Trong ngày thi đầu tiên đã có 31 bàn thắng được ghi, báo hiệu mùa giải mới đầy sôi nổi với chất lượng chuyên môn cao và tinh thần thi đấu quyết tâm của các cầu thủ. Trận chung kết và lễ trao giải diễn ra vào ngày 10 tháng 8 tại Trung tâm Thể thao Đằng Lâm, quận Hải An.